Thưa quý vị và các bạn, hiện nay theo thống kê ở Việt Nam có hơn 8.000 lễ hội. Các lễ hội đều gắn liền với lịch sử, phong tục tập quán của người dân địa phương và điều này đã tạo nên sự phong phú, đa dạng, độc đáo của văn hóa Việt Nam. Và trong những ngày qua thì cư dân mạng đã có rất nhiều chia sẻ hình ảnh đẹp tại các sự kiện lễ hội trên cả nước. Tiêu biểu như là lễ hội Yên Thế tại tỉnh Bắc Giang, lễ hội Hoa Ban ở Điện Biên hay là Festival Phở tại Nam Định. Xuất hiện nhiều nhất trên các trang mạng xã hội những ngày qua là hình ảnh về lễ hội Hoa Ban ở tỉnh Điện Biên. Đó là hình ảnh du khách hào hứng, xinh đẹp bên những chùm hoa ban trắng, loài hoa đã đi vào tiềm thức, đời sống văn hóa, tinh thần của nhiều dân tộc trên miền núi Tây Bắc như một biểu trưng cho tình yêu bất diệt, thể hiện ước vọng ngàn đời của cộng đồng các dân tộc về hạnh phúc vĩnh cửu. Thật tuyệt vời! Đây là lần đầu tiên tôi tới Điện Biên, mảnh đất lịch sử anh hùng. Hoa ban ở đây mang một nét đẹp mà không nơi nào có được. Người dân bản địa cũng vô cùng hiếu khách. Đi dọc khắp núi rừng, qua những con đường dẫn vào thành phố Điện Biên Phủ hay những lối nhỏ tới các bản làng, nơi đâu cũng có thể bắt gặp những hàng hoa ban đang nở rực, một vẻ đẹp làm mê hoặc lòng người. Diện trên người bộ váy cóm của đồng bào dân tộc Thái, chụp cùng những nhành hoa đặc trưng tháng 3, tôi thấy ai cũng trở nên xinh đẹp và dịu dàng hơn, cảm giác thật thích thú. Ngoài hoa ban, hàng ngàn cư dân mạng cũng chia sẻ về những hình ảnh rực rỡ trong đêm khai mạc năm du lịch quốc gia Điện Biên và lễ hội Hoa Ban năm 2024 với chủ đề Vinh quang Điện Biên Phủ, trải nghiệm bất tận. Thông qua các hình thức biểu đạt nghệ thuật, đêm khai mạc giới thiệu, dẫn dắt người xem và du khách trải qua những không gian, thời gian và những điểm đến đặc biệt của Điện Biên. Những màn trình diễn với vũ đạo, âm thanh ánh sáng, hiệu ứng sân khấu hiện đại mang đến cho người xem một cảm giác mãn nhãn, ấn tượng khó quên. Bầu trời Điện Biên đêm khai mạc được thắp sáng bởi màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật từ 200 chiếc máy bay không người lái tạo sự thích thú cho du khách. Hoa ban đã bung nở, lửa hội đã sẵn sàng, vòng xoè đoàn kết mời gọi du khách gần xa hãy đến với miền ban trắng của núi rừng Điện Biên Tây Bắc chúng tôi. Sự kiện là cơ hội để Điện Biên giới thiệu hình ảnh, lòng mến khách, quảng bá du lịch của tỉnh trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi tin rằng mọi du khách đều sẽ ấn tượng lịch sử anh hùng của mảnh đất Điện Biên và sẽ mãi nhớ nhung về nét văn hóa bản địa đặc sắc nơi đây. Rời mảnh đất Tây Bắc để đến với Festival Phở ở Nam Định. Đây cũng là một trong những sự kiện được du khách và cư dân mạng chia sẻ và bình luận nhiều nhất trên không gian mạng. Festival Phở năm 2024 không chỉ mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm thú vị, hiểu thêm về nghề phở, mà còn là hoạt động quảng bá, giới thiệu mảnh đất, con người và văn hóa ẩm thực của tỉnh Nam Định. Festival Phở năm 2024 đa hương vị, đa màu sắc. Tôi thật sự rất thích thú vì lần đầu được tự tay tráng bánh để tạo thành sợi phở trắng mốt, mềm dai, trực tiếp thưởng thức những bát phở tươi nóng hổi. Nhờ chuyến tham quan này, tôi và gia đình biết thêm nhiều kiến thức về hành trình phát triển của món ăn này. Người già, người trẻ, ai cũng háo hức được thưởng thức những tô phở nóng hổi từ các nghệ nhân, đầu bếp nổi tiếng trên khắp cả nước. Chúng tôi đã có một trải nghiệm thật tuyệt vời. Tôi hy vọng nghề phở Việt sẽ sớm trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và thế giới. Cư dân mạng cho rằng, chính sự đổi mới trong việc tổ chức các lễ hội, sự kiện đã tạo nên nét hấp dẫn mời gọi du khách, dù cho có thể lễ hội đó đã được tổ chức nhiều lần. Lễ hội Yên Thế tại tỉnh Bắc Giang năm nay là một ví dụ điển hình. Ngoài việc giúp người dân hiểu hơn về giá trị lịch sử oanh liệt, hào hùng, truyền thống kiên cường bất khuất của dân tộc ta, về người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám, các bậc tiền nhân, năm nay sự kiện còn có hàng loạt các hoạt động khác thu hút du khách. Và màn biểu diễn kỵ binh do cán bộ chiến sĩ Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thực hiện là một trong những điểm nhấn của chương trình. Màn trình diễn của chiến sĩ thật sự quá đẹp mắt. Tôi ấn tượng với tiết mục biểu diễn phi ngựa qua vòng lửa. Những chú ngựa chắc chắn đã được huấn luyện rất chuyên nghiệp, các tiết mục được hàng ngàn du khách thích thú theo dõi. Mỗi lễ hội tại mỗi địa phương đều có một nét đặc trưng riêng. Bạn ấn tượng với lễ hội nào? Hãy chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của bạn cùng với chúng tôi trên fanpage của truyền hình Công an Nhân dân.